Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, bờ ta luy âm đường Hoàng Liên, khu vực giáp danh giữa tổ 4 phường Phan Xi Phăng và tổ 5 phường Sapa, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai bị sạt lở lớn, ảnh hưởng tới nhiều công trình lân cận. Cụ thể, tuyến đường Hoàng Liên đoạn qua khu vực này bị sạt đứt hoàn toàn. Một số công trình lân cận như nhà số 25, 25A và 27 bị nghiêng, nứt, phải sơ tán khẩn cấp. Tới chiều 20 tháng 3, sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra, đe dọa an toàn ra xung quanh. Theo ông Trần Đức Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Xi Phăng, thì rất may vụ sạt lở không có người dân, du khách nào bị thương. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân, khoanh vùng sạt lở, cắm biển cảnh báo an toàn. Phòng Hạ tầng Đô thị của thị xã Sapa và các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, đánh giá ảnh hưởng để đưa ra giải pháp. Được biết, trước khi sạt lở xảy ra khoảng một tuần trở lại đây, trên tuyến đường Hoàng Liên đã có dấu hiệu sụt lún. Xung quanh vị trí sạt lở có khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Hiện nay khu vực này đang bị mất điện nước tạm thời. Những hộ dân, cơ sở lưu trú phía trong tạm thời bị cô lập do mất tuyến đường ra.